quý khách thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục câu chuyện thời sự của Đài truyền hình quê hương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến với tựa đề Nói Nhăng và Hứa Quậy. Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin, thứ rẻ nhất lại là lời hứa. Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từ khe cửa, có ngại gì mà không phản bội nhau. Gia Hiền. Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phén, dây thun, ná cao su, bong bóng. Dã từ tuổi thơ, như những đứa bạn của thuở ấu thời, cùng những buổi chiều sôi nổi, tạt lon, xích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm. Tôi chợt dậy, thì xà ngay vào cái tủ sách mà người chị vừa rời nhà để lại. Đó là một kho tàng chữ nghĩa tạp nham với đủ loại tiểu thuyết, phiêu lưu, tình cảm, dã sử, đường rừng, trinh thám, kiếm hiệp, thơ văn, truyện ngắn, truyện dài, cũng đủ nguyệt gian, bán nguyệt gian, tuần báo, vô cùng hỗn độn. Không được sắp xếp theo thể loại hay thứ tự ngày tháng, thời gian gì giao chọi. Tôi đọc tuốt, không sót một trang, dù hiểu rất lơ mơ và nhớ cũng lờ mờ. Trừ mỗi một câu văn dịch từ tiếng nước ngoài, không rõ là của ai, vẫn còn ghi đậm trong tâm trí cho đến mãi đến ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong một đất nước mà mọi người đều ăn khoai với hy vọng là con cháu mình sẽ được ăn thịt cá. Xứ sở nào mà kỳ cục vậy cả? Sau tháng 4 năm 1975 thì mới biết, hóa ra đó là đất nước của chính mình. Ngồi nhai chẹo chạo những đủ loại bo bo, mì sợi, khoai củ hay những lát mì cõng cơm và nghe người đứng đầu quốc gia, lúc đó là Tổng Bí thư Lê Duẩn, hứa hẹn về một tương lai sáng lạn, ăn ngon, mặc đẹp, tủ lạnh, tivi, đuổi kịp Nhật Bản, đi trên thảm vàng, vân vân, mà không khỏi chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa với chút cảm giác nghẹn ngào và nghẹn họng. Lê Duẩn không phải là người đầu tiên hay cuối cùng hứa bừa hay hứa lèo như thế. Trước ông, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng đã từng vẽ ra một viễn tượng rất huy hoàng. Thắng thằng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay, làm lóa mắt mọi người. Sau ông, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh còn bạo miệng hơn nhiều. Năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại. Bây giờ là cuối năm 2020, thời điểm mà giới lãnh đạo hiện hành đang gia hạn mọi hứa hẹn bằng những lời hứa mới, cụ thể và hấp dẫn hơn xưa. Nguyễn Phú Trọng nói, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Còn Nguyễn Xuân Phúc thì đưa dòng Việt Nam bay cao trên bản đồ công nghệ vũ trụ. Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam có thể đi đầu cách mạng công nghiệp 4.0. Vương Đình Huệ thì tuyên bố 10 năm tới thu nhập người dân Hà Nội đạt 14.000 Mỹ Kim mỗi người một năm. Còn Nguyễn Thiện Nhân thì đến năm 2045, thành phố phải là trung tâm kinh tế tài chính của châu Á. Bình quân thu nhập đầu người là 40.000 Mỹ Kim một năm, là địa điểm hấp dẫn toàn cầu. Dư luận xem chừng không được lạc quan và không ít những lời tiếng bất bình. Facebooker Đỗ Luật viết, con người sinh ra để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống. Man is born to live, not to prepare for life. Câu nói đơn giản mà chuyên chở một ý tưởng sâu xa của nhà văn Nga Boris Pasternak đã khẳng định tính nhân bản của con người trong một xã hội nhân bản. Con người đến cuộc đời này để sống cuộc đời của mình. Con người không cần ai chuẩn bị hay dạy cho nó cách sống như thế nào dưới một chế độ chính trị nào. Và có lẽ nào người dân Việt Nam hiện nay sẽ mãi mãi không được sống như một con người thật sự, mà chỉ được phép sống như những sinh vật làm mẫu trong một phòng thí nghiệm hay sao? Facebooker Thanh Thúy Nguyễn thì viết, dân tộc Việt Nam đang bị làm vật thí nghiệm cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng độc ác, vô nhân đạo đã hơn nửa thế kỷ. Blogger Bùi Văn Thuận gọi đây là một cách thí nghiệm phận người. Tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng thế, cũng rất bi quan cho lắm về những lời hứa hẹn trời biển, cho nên ông đặt ra hàng chục thiết thực hơn. Thứ nhất, bao giờ thì tinh giản bộ máy chồng chéo, cường quốc bộ, thứ trưởng, cường quốc tướng tá như hiện nay, theo nước Nhật chẳng hạn. Được vậy,
dân mừng lắm vì đỡ tốn cơm gạo nuôi một bầy quan chức thừa ra chừng 70% vô tích sự. Thứ hai, bao giờ tinh giản biên chế để tăng lương cho công chức, viên chức, nhất là giáo viên, bác sĩ, để họ nuôi được bản thân và gia đình, không cần ăn bẩn, vẫn sống được. Thứ ba, bao giờ miễn học phí hoàn toàn cho học sinh mầm non và phổ thông theo luật giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục. Bao giờ học sinh không phải mua sách giáo khoa mà nhà trường mua bằng tiền nhà nước sẵn trong thư viện và cho học sinh mượn sách để học như ở Pháp và nhiều nước văn minh. Thứ tư, bao giờ bệnh nhân vào bệnh viện được nằm một người một giường và người nhà không phải thay phiên túc trực chăm sóc bệnh nhân? Bao giờ có nhà thương làm phúc như thời Tây cai trị để người nghèo vào đó được chữa trị miễn phí? Thứ năm, bao giờ có những nhà máy xử lý rác như các nước văn minh không để rác ồn động và xử lý thủ công gây ô nhiễm môi trường? Thứ sáu, bao giờ ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Sài Gòn hết ở mức nguy hiểm như hiện nay? Thứ bảy, bao giờ xử lý được nạn ách tắc giao thông với ở Hà Nội và Sài Gòn như hiện nay? Thứ tám, bao giờ xử lý được nạn úng nước, ngập lụt như ở Hà Nội, Sài Gòn hiện nay? Thứ chín, bao giờ dân được tự do cư trú, tự do lập hội, tự do ngôn luận, có luật biểu tình như hiến pháp quy định? Thứ mười, bao giờ hết cái trò đảng cử dân bầu, diễn đi diễn lại mãi? Bao giờ có tự do ứng cử, bầu cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các chức vụ ngoài Đảng Cộng sản? Mong nghị quyết Đại hội Đảng, các ngài tạm trả lời cho dân 10 câu hỏi thiết thực đó, chứ các ngài cứ máy mồm, hứa hiêu, hứa vượn, chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chứ chả ai tin đâu. Dù chả ai tin, nhưng việc của họ phải là như vậy, theo nhận xét của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Từ Donald Trump bên Mỹ, Morrison bên Úc, đến các nhà cầm quyền bên Việt Nam, ai cũng hứa và ai cũng có nhiều hoài bão. Hứa hẹn là nghề của các chính trị gia, bởi vì nhiệm vụ chính của họ là bán hy vọng. Giới lãnh đạo chính trị nói chung là những người bán hy vọng. Nghề và nhiệm vụ của họ phải bán hy vọng. Cái truyền thống này có từ lâu rồi và nó phổ quát từ Tây sang Đông. Do đó chúng ta không nên nhạo báng họ, bởi vì việc của họ phải là như vậy. Thì ra vậy. Tuy vậy, vẫn có chút dị biệt cần phải nói thêm cho hết lẽ là dù gì thì Donald Trump và Scott Morrison cũng đều là những nhân vật lãnh đạo có tầm vóc. Những lời hứa hẹn của họ tuy không hoàn toàn khả tín, vẫn có trọng lượng ít nhiều. Chứ còn với những người như Mạnh Mượt, Trọng Lú, Phúc Niễng, Ngân Đù, Nhạ Ngọng, Bình Ruồi, Huệ Đom Đóm, Nhân Búp Bê, Thẻ Cá Cha, biệt danh do người dân gọi, mà lên tiếng phù dụ thiên hạ thì quả là chuyện lố bịch. Thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến với tựa đề Nói Nhăng và Hứa Cuội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự của Đài Truyền Hình Quê Hương. Vũ Quang kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong tiết mục này kỳ sau.